bánh tráng nướng nha. Lên đi con. Đây đường Phan Đình Phùng đây. Đường này rất là nhiều hàng ăn vặt. Bánh tráng nướng mà bây giờ không bán nữa tại vì học sinh đang được nghỉ học. Bánh tráng nướng cũng không bán luôn. Đây coi. Lâu quá. Về. Đây là một cái mảnh vườn nhỏ nhỏ dưới chung cư, người ta trồng được hoa phong lữ luôn à, đẹp ghê luôn á. Trời ơi. Sống đời nữa nè, hoa cúc nữa nè. Wow. Trời ơi, lên đây trồng hoa thấy mê luôn. Này là miếng đất trước sân của chung cư mà người ta trồng hoa nè, đẹp quá trời luôn mọi người. Quá ghê luôn á. Cây hoa bụt to dễ sợ luôn rồi mọi người. Mình vô mình quay hoa nha. Hoa to lắm. Trời ơi, bự bằng cái bàn tay luôn. Hoa đẹp ghê luôn. Cái hoa mục nó cao. Để tắm rửa trước rồi. Bỏ đi đâu không? Đi dẫn chứ đi. Bỏ đi đâu không? Bỏ đi. Đây là cây hoa lồng đèn. Đó. Đẹp không? Như cái lồng đèn vậy đó. Đây có cái bồn nhỏ nhỏ thôi mà ta cũng trồng được cây hoa nữa nè. Đây là cây hương thảo nè mọi người, cây này thơm lắm nha. Cái hương thơm của nó đuổi muỗi được luôn á. Còn đây là cây cúc dại nè. Nhìn mấy cái hoa cúc bé bé đẹp ghê luôn nè.